Bác hai chia sẻ về kim cổ kỳ quan cho quý vị biết rồi bác hai. Dạ rồi, mà bác hai. Trong Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đà Phật, đây là tôi nhắc qua kim cổ một đoạn. Đức Phật thầy có nói là truyền điển quan cho, nghĩa là cho ông Ba Thới mà cắt đứt cần cổ đó, mà ra chính bổn tuồng kim cổ kỳ quan đó, là ổng có nói cái câu này nè: kim sanh cổ, cái người kim hiện bây giờ đó mà sanh người cổ, trở lại mà tu hiền thì ngàn vàng có sánh, mà cổ cái người cổ đó mà theo cái người kim là hiện cái thời kỳ này nè, là tận lương vô số không còn, cái người không tu là không còn một mạng nữa. Bởi vì Đức Quỳnh Giáo Vô Chủ cũng nói nè: cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau khi diệt, lành còn giữ mất chớ phiền Phật tiên. Là hiện bây giờ các vị Phật á, Đức Phật, Phật A Di Đà cũng có nói A Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì ngài thương xót chúng sanh ra sắc lệnh bởi ta truyền đại, ta là thầy sắc lệnh của Đức A Di Đà xuống đây mà tìm con cái người hiền, mà bà con ơi, cái thời kỳ này nè, cái hạ nguyên này nè, nó khổ lắm bà con, thấy đi khắp các nước chết tiêu kể vô kể thôi vô số, không có tính số đếm được. Mà bà con thấy nè, ổng đã khắp thế giới cửa nhà tan nát, khắp thế giới biến di thương hại, dùng phép màu lập đại thượng nguyên, diệt thiên cơ cùng tỏ chân. Bây giờ cái thời kỳ này là cái thời kỳ hỗn độn, cái hạ nguyên là thả nguyên tranh đấu. Từ xưa tới giờ có ai mà con mà giết ông bà, giết cha giết mẹ đâu, vợ chồng tàn sát với nhau đâu có. Hiện bây giờ đó, cái hạ nguyên này á, kêu hạ nguyên lộn lạo mà quỷ ma rối làm. Mà nếu thiệt người á thì biết thương người. Còn ông Phật cũng nói rằng người hình như người với lòng dạ quần yêu, thiên đình sai sứ xử tiêu quỷ tà. Cái đó là cái người không phải là người, bởi vì nó mới giết ông giết bà giết cha giết mẹ. Chứ nếu thiệt người, ai sanh tiền dưỡng dục cho mình nuôi từ nhỏ tới lớn mà trở lại mà không biết kể ơn ông bà cha mẹ mà giết, đó là cái lài, đó là lài súc sanh. Cho nên trời Phật mới xử cái đó. Còn nếu mà mấy ông tu mới làm hiền làm lành thì không bao giờ mất. Mà giàu có mất đi nữa là Đức Phật có nói: ti sát bất và hồn thiên sông không mất, mà trên đài cao mới gọi các linh hồn cho người lành giả nái ái bắt nôn cúi đầu trước quy y Phật pháp, không bao giờ mất. Cũng như bây giờ tôi điển hình cho bà con thấy, trong đồng đạo thấy là nó dễ. Bây giờ nhà của bà con mà giờ nó hư rồi, là cũng như cái xác thân mình đó, nó già nó yếu rồi, cũng như cái nhà nó hư mối ăn rồi, thì mình có cái nhà khác ở chứ để cho nó mối nó sập thôi. Thì cái xác thân này cũng vậy, nếu ta bỏ cái xác này ta có cái xác khác, đừng có sợ. Mà sợ không có tu á, hồn xác tiêu à. Bây giờ bà con ráng mà tôi nghe tôi nói để tôi nhắc theo kinh sách đó, bà con ráng tu, ráng làm hiền làm lành. Cái thời kỳ này nè, dầu bà con nhà có tiền muôn bạc vàng, xe hơi nhà lầu, khi mấy bà con nhắm mắt còn không có đem theo được gì, chỉ đem cái tụ phước thôi. Bởi vì ổng nói bây giờ bà con nếu biết đạo nghĩa, biết tu hiền, lấy của ra bố thí đi. Ông Phật đó nào, phước đức thì quý hơn bạc vàng. Bây giờ phước đức mà sao là quý hơn bạc vàng. Rồi bây giờ ổng nói phước đức nhiều quá, tiên cảnh lên trời, bà con làm phước dễ tiến rồi. Thấy rõ ràng là, còn nếu mà bà con không có nhiễm cái gì đó, là người thánh, là cư trần bất nhiễm người thánh, của lẫn tục đừng mê, không mê gì là cái người hiền, chức bậc hiền rồi. Còn bà con muốn về tiên về Phật, làm chân chánh là tiên là Phật chứ có gì đâu. Còn cái trần gian này là Đức Phật có nói: ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ, và tịnh độ vui mới tịnh độ nhàn vui. Bà con ơi, có thời kỳ này muôn năm chỉ có một lần này thôi, xưa nay chẳng có mấy khi dương trần có Phật vậy thì xuống đây. Bà con sanh lượt một Phật là một lượt với Phật mà ra đời để là quý báu vô cùng, mà được nghĩa là kinh sách cái pháp này của Phật đem xuống. Hồi đó bà con muốn tu phải đi thỉnh kinh chỗ này chỗ kia xa lắm, bây giờ cái pháp tới nhà anh em đồng đạo ở đây nè, thì lấy cái pháp đó mà
truyền ra là cho bà con ai muốn thỉnh, hay là chẳng hạn dựng ngôi tam bảo, hay là cử quyền, nói cái anh em người ta đem lại kêu bằng tới nhà luôn mà không tu nữa thiệt là dở. Bà con tu đi, đi tới đâu cũng không đói nè, đi tới đâu người ta cũng đãi đàn, người ta cho ăn, người ta trọng dữ lắm bà con ơi. Chứ bà con nghĩa là nắm được cái đạo pháp rồi bà con mới mê. Bởi vì ông Đức Thầy có nói đó, cho tôn giáo là mùi thuốc phiện nó ghiền lắm, cũng như là áp phiện vậy. Mà mùi đạo diệu thì gọi nem khó sánh. Cái mùi đạo diệu nó ngon, gọi nem sánh không được đâu. Mà đạo biết rồi ngon tợ như gọi nem, nó ngon dữ lắm ngon bà con ơi. Ráng lo tu, ráng làm hiền. Tôi nhắc đây là theo lời Phật. Bà con ơi, ráng tu đi. Nếu không tu thì chừng đó, chừng khổ cũng đừng có trách sao không chỉ bảo. Ngày nay đó, mà nếu bà con không tu đó, là thầy có nói đó, ngày nay đạo đức chẳng màng, mai sau dẫu có tiền ngàn, có mua không được đâu bà con. Bây giờ ráng đi, mà ổng có khuyên mình đó, khuyên người rèn sớm thì xài đâu hư. Bây giờ mình ráng lo tu, tu tập đi. Nó dễ ở cả bà con ơi, nó dễ dữ lắm bà con. Nó thiệt á, bà con ăn cháo còn không miệng, bây giờ gì đâu. Tu á, thì nữa là thờ cha kính mẹ nó, rồi hai nữa đó, trong gia đạo vợ chồng cho thuận hòa, nó vô bà con nghĩa là lo làm ăn, nó cần kiểm sốt sắng lo làm ăn, tu hiền chân chất, tối ngày lo niệm Phật làm lành lánh dữ. Mà nhất là cái đó, phải nghĩa tu là phải nhẫn. Cái chữ nhẫn là đứng đầu nha, chứ mình tu mà niệm Phật á, mà gian xảo á, là chẳng hạn đi cự cãi người ta là tu không được. Bởi vậy ổng có dạy đó, ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên, mà nếu không khuyên thôi mình làm thinh đi. Chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên thì đâu có sanh câu thù oán. Còn nếu bà con nếu tranh đương ác ta bị hại, quýnh lộn rồi bị hại rồi đó, nếu thêm xa cơ còn bị xích xiền, vì đời nay chúng nó dụng tiền ít có dụng chữ nhanh chữ nhiệt đó bà con. Người ta chửi mình á, mà mình làm thinh không biết người ta có ông đó chửi ai, có gì đâu mất mát gì đâu. Mà nhưng mà ông Phật con nói đó, chửi thời mang quả mà rủa thời mang tai, thì cái quả cái của người ta để ta mang đi. Bây giờ chẳng hạn như bà con có cái món đồ mà tặng cho tôi, đây là tôi nói thật luôn, nó mà tôi không có nhận ta rồi cái món đồ này, tôi không nhận được cái món đồ này nó ở đâu, thì người ta xách nên ta về chứ đâu. Là cũng như người ta nói nặng mình đó, mình không trả lời thì nghĩa là ta để ta xài. Còn nếu mình nhận, thò tay nhận đó, thì mình trả lời lại là cũng như cái món đồ người ta nói nặng mình, thì thò tay mình vớt. Còn mình không trả lời lại thì tức như cái món đồ này cho người ta để người ta xài, thì bởi vì nó gây nghiệp dữ quan quan tương báo. Trong cơn giận chẳng kể gì nhân đạo, tỷ như con cọp giữ trong rừng, thấy thịt tan cấu xé trong vườn, phân từ mảnh mới là vậy. Mà thầy kêu á, diệt được nó tâm trần thông thả, ta thường nên tập tánh khoan dung, thiệt hành đi đừng có ngại ngùng, hãy tha thứ kẻ làm lỗi làm ngu sững, phải nhẫn nhịn đừng nên tranh luận, khỏi bất lòng tất cả mọi người. Chẳng hạn như tôi bây giờ tôi nói đây, còn tôi hỏi đọc thêm, bây giờ chẳng hạn tôi nói đạo ở đây, chút nữa tôi ra tôi cự cãi ai coi cho đó. Tôi nói cho bà con nghe đó, nếu tôi cự cãi ha, tôi chửi lộn đó, ông này ổng xạo quá, ổng nói ổng mượn kinh sách, ổng nói như vậy mà ổng mượn cái đạo tạo đời. Đứng đây tôi đọc trả lại nè, đứng thần linh vẻ mặt vui tươi, vậy mới phải tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, gây gỗ thời trái thiết của từ bi đó. Mà nếu mình gây gỗ là trái thiết của Đức Phật, thôi mình ráng nhịn đi, ráng nhẫn đi. Nó ổng nói ráng nhẫn trong hầm dầu khó nhẫn, dạ phương thưa quan chức phận làm dân, làm dân bá nhẫn thị lương hiền, chữ nhẫn lời truyền của Phật thánh tiên, gương trước hớn tầng hằng hàng tính nhẫn, đã không khổ nhục khỏi ưu phiền. Bà con ơi, cái chữ nhẫn là đứng đầu, Phật thánh tiên dạy mình. Mà nếu bà con học được chữ nhẫn là bà con thấy cái niết bàn cái bên rồi, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Nó là cái chữ nhẫn nhịn, là tu là phải nhẫn, phải nhịn, đừng có tranh đấu, đừng có hơn thua người ta. Lem cái lòng từ bi bác ái của mình, nó cũng như Đức Phật đã giải khắp cả chúng sanh, thì mình cũng nghĩa là bắt chước theo Ngài, chứ mình không có phải mà bì với Phật nha. Thì mình cũng bây giờ cũng dám nhẫn nhịn, vì là vì mình còn chúng sanh. Mà nhưng mà Đức Phật có nói rõ ràng, thân ti còn tục,
mình là còn tục phàm nha, mà tâm lìa khỏi mê, không còn mê nữa. Đó là Đức Phật nói, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tới đây là dứt. Dạ.